Quý vị Nguyễn Nam xin trân trọng chào quý vị. Trước hết chúng tôi xin giới thiệu một lần nữa, có thể là một số người hầu hết quý vị đã biết rồi. Tuy nhiên cái việc mà nghi lễ nghi thức vẫn phải được giới thiệu lại. Đó là người bạn tôi, anh Nguyễn Ngọc Mùi. Xin mời Mùi gửi lời chào quý vị tới anh. Dạ, tôi là Nguyễn Ngọc Mùi, xin gửi lời chào đến quý vị và xin chào anh Nguyễn Xuân Nam. Xin mời anh. Thưa quý vị, mấy hôm nay thì quý vị thấy chúng ta có một gương mặt mới, mà tương đối cũ nhưng cũng mới một chút xíu, vì anh mới viết thường xuyên mỗi ngày chúng ta trong một cái mục mới của Kali Today trên nhật báo Kali Today, đó là ở website báo kalitoday.com. Tiểu vị đọc cái mục cũng khá vui và đầy kiến thức, là ngày này năm xưa. Thì mỗi ngày nó đi trôi đi 365 ngày, thì trong quá khứ đó có rất, trong cái ngày đó rất là nhiều chuyện đáng nhớ. Thì đây là một cách mà tôi cho là học lịch sử một cách sinh động nhất, gần gũi nhất. Chuyện cũ cũng có nhiều ý nghĩa, chuyện mới cũng sẽ có nhiều ý nghĩa, thưa quý vị. Mời quý vị coi mỗi ngày, xem mỗi ngày một ngày này năm xưa của anh Chu Đức Tiến trên hệ thống truyền thông Kali Today, đặc biệt ở website báo kalitoday.com và nhật báo Kali Today phát hành mỗi ngày tại miền Bắc California. Riêng anh Mùi ngày hôm nay đó, thì anh cũng có cái tựa đề rất dễ thương khiến tôi nhớ cái chuyện đó, là ngày này năm trước, những năm trước như thế nào thưa anh Mùi? Không biết anh Nam biết ngày hôm nay là ngày gì không hả? Ngày hôm nay chắc là ngày gọi là Rio Tequila quốc gia và là thay cũng ngày hôm nay gọi là ngày quốc gia của bậc phụ huynh. Thì tất nhiên một số người họ sẽ tranh luận thế này, tức là khi mà bạn làm cha bậc làm mẹ chẳng hạn, thì ngày nào cũng là ngày cha và ngày mẹ, và ngày hôm nay ta lại gọi là ngày rượu tequila quốc gia. Và có thể rằng mọi người đàn ông ai cũng đồng ý rằng là khi nào người đàn ông mà không có rượu thì giống như là đàn ông không có dây. Thì như vậy có nghĩa là hôm nay là ngày rượu tequila quốc gia, thì cũng là ngày cha mẹ hay là ngày phụ huynh quốc gia, cũng là ngày của những người đàn ông ngày nào cũng có một ly rượu nhỏ để cho giảm gân giảm cốt người xuân nào. Cái câu của anh Mùi thì khiến tôi nhớ câu cũ là ngày xưa các cụ nói đó, nam vô tửu như kỳ vô như phong, kỳ vô phong. Đàn ông mà không có rượu đó, thì giống như cờ không có gió. Thì Nam xin thưa anh Mùi và thưa quý vị, Nam như là cờ không có gió, anh Mùi. Nam không biết uống rượu. Ok. Gần như là Nam không biết uống rượu. Lâu lâu để mặt bạn bè nắm nhấp hơi, mà sao nó không có gì thú vị hết. Cho nên Nam không uống rượu. Gần như là chỉ có một thứ duy nhất, cà và cà phê. Nhưng mà rượu thì không. Thì Nam xin tự nhận mình là kỳ vô phong, là cờ mà không có gió. Những kỳ xưa là phụ nữ ở Việt Nam á, hoặc là các nước Đông Nam Á thì họ ít uống rượu hơn, cho là họ đặt chữ thị. Còn đàn ông là uống rượu không có lọc chữ thị. Thì Nguyễn Xuân Nam bây giờ đổi thành là Nguyễn Thị Nam đi. Và mà bây giờ cũng lạc hậu đó. Nhưng mà coi chừng anh Mùi. Coi chừng là khi mà uống rượu mà gặp cảnh sát đang lấy xe, mà gặp cảnh sát thổi còi đó. Hay là nó bấm đèn lên cho mình dừng lại đó. Mà nó đo độ cồn của mình quá bao nhiêu phần trăm trong người đó, là coi như đợi anh tàn. Ok. DUI. DUI là không có tiếng Việt, mình đọc DUI là vui, nhưng thực sự đó không có vui thế nào khi cảnh sát dừng mình lại. Và nếu mà nó khám, nó thử độ cồn trong người mình mà cao trên bao nhiêu phần trăm đó, thì coi như đợi lúa luôn, nó tịch thu bằng lái, không cho lái xe. Mà không cho lái xe ở nước Mỹ đó, thì coi như anh giống như què vậy, anh không có phương tiện đi đâu mà đi làm hết. Ta mới đi một chỗ này, từ chỗ này đi chỗ nọ, đi là nó chơi khoảng mười mấy hai chục mai thì chuyện bình thường, cái 30-40 cây số thì mình làm sao đi bộ. Thì do vậy thì nói gì nói đừng tự ái, thưa quý vị, xin chọn kỳ vô phong, để như cờ không có gió, không thể uống rượu được. Những người còn lại bây giờ là phụ nữ ở các nước Tây phương, đặc biệt là Âu Châu hay Xuân Nam, là phụ nữ vội giống như là cũng như nam giới vậy, ai cũng uống rượu, tại vì vào thời tiết lạnh ở Xuân Nam chứ đâu có một ly rượu vào để sưởi ấm cơ thể mà thôi.
Đó Tôi trước là khi cái anh Mùi chuyện sang tin khác á, tôi kể anh Mùi nghe chi tiết này vui lắm, mà chắc là nhiều người trong chúng ta nhớ điều đó. Tôi rất là thích đi Tây, đi tiệm khắc, đi Âu Châu. Anh biết một cái thói quen rất là thích đó, là khi ban ngày mà mình đi du lịch khắp nơi của châu Âu đó, tối về mình ra các cái quán rượu đó, buổi tối đó, không khí rất là dễ thương. Họ những trên những đường phố như vậy, trên người thềm đường phố ngoài sân này, họ để những bàn nhỏ nhỏ và chúng ta có thể ngồi đó, người ta đi làm về ta ngồi đó, nam thanh nữ tú trên cái đèn mà leo lét như vậy, biết không, họ uống rượu và gọi một chai ra, họ nói chuyện với nhau rôm rả cả đêm như vậy tới 12 giờ khuya, 1 giờ khuya, 2 giờ khuya mới bắt đầu họ rời cái chỗ quán rượu, họ đi về nhà họ ngủ, ngày mai làm tiếp. Cho nên khi tôi rời châu Âu về Đại Mỹ, một trong những cái nỗi mà nhớ của tôi vào buổi tối là thèm ra quán rượu. Tôi không uống biết uống rượu nhiều, nhưng mà thường thường tôi cũng ngồi một cốc để mà làm cốc nhỏ thôi, nhưng mà ngồi đây chính là nghe bạn bè nói chuyện mà rất là thú vị, Mùi, rất là thú vị. Anh giống như anh mỗi đêm anh nghiện luôn. Và có những người phụ nữ, có những người đàn ông, có những người thanh niên đi làm về là họ không có về nhà. Từ sở làm họ lái xe thẳng ra quán rượu, ngồi đó ăn uống, uống rượu, nói chuyện, hút thuốc, và tới thâu đêm suốt sáng, và tới khuya rồi, gục rồi họ bắt đầu đi về nhà ngủ giấc, ngày mai làm tiếp. Nó trở thành thói quen mỗi đêm, mỗi đêm, mỗi đêm, hàng đêm của người châu Âu. Cho nên khi mà anh sống trong không khí đó rồi đó, là anh xa cái không khí đó, nhớ lắm mùi. Mặc dù tôi không không uống rượu nhiều, nhưng tôi nhớ cái không khí ngồi tỉ tê bên nhau cả đêm như vậy, rất là thú vị mùi. Do vậy cái đời sống châu Âu nó không có cái luật như chúng ta ở tại Mỹ, mà nó hơi thoáng hơn chút xíu, nhưng người châu Âu họ uống rượu dữ lắm anh mùi, uống rượu rất là dữ. Và tôi cảm thấy rằng tôi anh nói hôm nay uống rượu đó, thì tôi mới nhớ cái không khí tại châu Âu như vậy. Trở lại anh mùi. Mà anh biết rằng những người mà uống rượu á, thì những người họ nói lên sự thật, mà những người không biết uống rượu và không uống rượu á, thì họ không biết nói lên sự thật. Anh hiểu không nào? Như vậy là Ok. anh có uống rượu không anh Mùi? Anh Mùi Có có chứ uống rượu xuân nào không? à, có chứ 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 đậu mùi nói coi như là người biết uống rượu, tức là người biết nói lên sự thật, mà người không biết uống rượu là họ không biết nói lên Như sự vậy thật. tao hỏi anh câu trả lại, anh Mùi có có uống rượu không? có yes Tôi anh nói không thật, anh uống cỡ với tôi là hết cỡ, anh uống cỡ với tôi là hết cỡ. Như vậy anh không uống rượu mà tôi thấy anh nói thật đâu, nói dối đâu. À, thì trường hợp đặc biệt. Thì Ok. anh ngồi nói chơi thôi quý vị, không uống rượu đừng nghĩ là mình bị nói dối, Ok. nói dối anh nói đùa thôi thưa quý vị. Ra đây anh Bùi. Ok, thì trong tuần vừa rồi có những gì đặc biệt anh Nam à? Trong tuần vừa rồi thì Tổ chức Y tế Thế giới, viết tắt là WHO, hôm thứ Bảy vừa qua đã tuyên bố rằng là có một đợt bùng phát về bệnh đầu mùa khỉ, là một tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu, không riêng gì ở Mỹ hoặc là châu Âu. Và cũng tuần vừa rồi có một bài xã luận như thế này rất là hay, anh Xuân Nam, và công bố ngày hôm thứ Sáu ở trên tờ New York Post. Thì một tờ New York Post này thuộc sở hữu của ông Murdoch, Rupert Murdoch, anh biết là ông này hả? Ông này rất là giàu Yeah. à. Thì ông này theo chủ nghĩa bảo thủ à, thì quý vị biết là bảo thủ tức là họ nghiêng về nặng về phía Đảng Cộng hòa nhiều hơn. Cái bảo thủ ở đây về Đảng Cộng hòa cái trước á, tức là họ bảo thủ như thế nào? Họ bảo thủ tức là họ cầm cương là trong hiến pháp, tức là họ cho rằng không có ai ngồi trên luật pháp hết, và họ bảo thủ cái những cái tân hoa của Hoa Kỳ. Thì ông Murdoch thì hôm thứ Sáu thì ở trên tờ báo của ông thì ông nói thế này: cựu tổng thống Donald Trump không xứng đáng để trở thành một vị tổng thống hoặc là một vị điều hành đất nước trong một thêm một lần nữa. Thì cái bài xã luận này, nếu quý vị vào ở trong tờ New York Post đọc, và ông Murdoch lý luận rất là hay. Rồi thêm một cái tin tuần vừa qua nữa, một trận cháy rừng Khoan dừng mới. đây 10 dừng đây một xe kinh cho Nam xin một giây thôi. Rồi ok Nam dạ. Bản tin đó vào sáng thứ sáu nó gây Nam bị choáng. À Bản tin đó
trên tờ New York Post hồi sáng thứ sáu, nó gây ra bụi chó. Làm người làm tin thì Nam đọc tin gần như là bằng cell phone, bằng iPad, bằng laptop, bằng computer, có thể nói liên tục và liên tục như vậy. Thì khi Nam đang trên xe đi làm thì Nam ngồi ở bên, người khác chở Nam, thì trong lúc ngồi ở bên Nam mở cái cell phone ra đọc, thì tờ Breaking News là gì? Là Murdoch đó, là một đồng minh rất là thấm thiết của Donald Trump. Lại tuyên bố một câu cực kỳ sinh dần: ông Trump không nên công cái ứng cử, không nên làm tổng thống một lần nữa vào năm 2024. Thì nó giống như tá hỏa thông tin. Thì như vậy đó, nếu mà thiếu cái lực lượng truyền thông này của Murdoch đó, thì ông Trump giống như mất một hỗ trợ rất lớn anh em buổi. Ông dùng từ thế này, anh Nguyễn Xuân Nam, là disqualify, là không xứng đáng để trở thành một tổng thống điều hành đất nước. Ông dùng disqualify, Nguyễn Xuân Nam. Ông dùng từ rất là nặng, anh Nguyễn Xuân Nam. Thì không đủ tư cách làm tổng thống thêm lần nữa. Thì khi mà một người, một trong những tay tổ của truyền thông Cộng Hòa, một những người nhà giàu của Cộng Hòa, mà một người ủng hộ viên của ông Trump nặng ký từ xưa đến nay, mà giả từ ông Trump như vậy, thì tôi cho rằng nó hơi hụt hẳn anh Mùi. Nó hơi hụt hẳn. Cũng dễ nhìn thôi anh Nguyễn Xuân, tại vì trong một thời gian mà các phiếu điều trần một cách công khai ở trên truyền hình vừa qua, thì tất cả mọi người ai cũng thấy rõ điều này đó, Nguyễn Xuân Nam. Do đó ông Murdoch có thể bây giờ là ông tuyên bố mà hơi trễ đó, anh Nguyễn Xuân Nam. Mà trễ còn hơn không anh Nguyễn Xuân Nam? Rồi thì anh cũng nhớ rằng là khi trong những năm mà cựu tổng thống Donald Trump còn tài chức á, thì khi mà có những trận hoàng chảy rừng ở Cali á, thì cựu tổng thống Donald Trump có về thăm, đặc biệt là cái thành phố là Paradise, người Sơn Nam còn nhớ không? Thì khi mà cựu tổng thống Donald Trump về thăm thì nói chuyện với thống đốc của tiểu bang Cali đó là ông Newsom, thì nói thế nào anh biết không? Ủa, tại vì rừng rác nhiều quá, không có quét rừng để mà gây ra hỏa hoạn nữa không? Thì người ta cười. Thì tuần vừa rồi là một trận cháy rừng mới ở tiểu bang Cali, bên ngoài công viên quốc gia là Yosemite, đã thiêu rụi gần 12.000 mẫu anh và buộc hàng ngàn cư dân phải sơ tán. Thì cái điều này ở Cali thì hàng năm nào vấn đề mà nàng cháy rừng xảy ra, hình như là hàng năm anh Nguyễn Xuân Nam hả? Dạ, cho Nam sửa bạn Nam chút xíu, sợ quý vị khán thính giả sẽ khó chịu. Anh Mùi dùng chữ sơ tán là cho quý vị hiểu, nhưng cái nghĩa chính đó là di tản. Di tản, ok hả? Dạ, người di tản. Chữ sơ tán nó đến với miền Nam Việt Nam mình sau 1975. Okay, còn trước 1975 thì chúng ta dùng chữ di tản. Do vậy thì anh Mùi, anh biết rằng một số đường độc giả cũng quen dùng chữ sơ tán thì nói sơ tán, thực sự anh Mùi cũng biết, thừa biết rằng chữ đó là anh muốn nói là chữ di tản. Vậy anh Mùi. Dạ, mà một cái tin nữa thì một người đàn ông bị buộc tội tìm bằng mọi cách đâm dân biểu là Lee Zeldin, được đề cử ở New York, khi mà ông ta ở trên sân khấu trong một cuộc tranh cử vào hôm thứ Bảy. Và ông này bị bắt với cáo buộc là tấn công quan chức liên bang. Đó là bản tin, theo bản tin này cũng đã qua rồi, hôm thứ Bảy vừa rồi. Và cũng tuần vừa rồi, Đức Giáo Hoàng Francisco đã rời khỏi Vatican để có một chuyến đi thăm kéo dài khoảng một tuần lễ ở Canada. Ở Canada làm gì? Nơi đây ngài chuẩn bị với tư cách của Đức Giáo Hoàng xin lỗi về vai trò của Giáo hội Công giáo trong việc mà các linh mục làm dùng trẻ em bản địa trong các trường học của cộng đồng cư dân anh Nguyễn Xuân Nam. Thì điều này thưa quý vị, thì Đức Giáo Hoàng Francisco đã rất là cởi mở, gọi là open minded, những cái gì đúng thì Đức Giáo Hoàng bảo vệ cái đống, bảo vệ cái bài bộ của mình. Mà những cái gì mà những đệ tử của mình hay là những linh mục của mình làm sai trái thì người đứng đầu đó là Đức Giáo Hoàng thân hình, thân chân ra xin lỗi
với những người mà bị nạn ở trong này. Thì cái điều này Mùi rất thích ngài đã làm được cái điều này anh hiểu không nào? Yeah. Rồi bây giờ tuần tới anh hiểu không nào hả? Bây giờ mình đi qua những cái cảnh nhanh hả? Ok, yeah. Tuần tới là một mùa lễ hè yên tĩnh và bắt đầu có sự xuất hiện riêng biệt tại Washington DC. Xuất hiện ai? Xuất hiện cựu tổng thống Donald Trump và xuất hiện ai nữa? Xuất hiện trong đó có cựu phó tổng thống là Mike Pence. Nhưng liệu cựu tổng thống Donald Trump và cựu phó tổng thống Mike Pence có hai vị có cùng đi một nhịp bước với nhau và cùng nói chuyện với nhau là không? Thưa quý vị, không. Mike Pence, tức là cựu phó tổng thống thời kỳ cựu tổng thống Donald Trump, dự kiến sẽ có một cuộc nói chuyện với tổ chức di sản bảo thủ vào hôm thứ Hai về các sáng kiến chính sách gọi là chương trình nghị sự. Mà được cho là chương trình này đang tích cực của cựu phó tổng thống Mike Pence là tham gia cho cuộc tranh cử tổng thống vào năm 2024. Và trong lúc này, cựu phó tổng thống Mike Pence đang tìm cách là tránh xa ông chủ của mình, càng xa là càng tốt. Mà ông chủ của mình là ai? Đó là cựu tổng thống Donald Trump. Thì tiếp hôm thứ Ba, thì cựu tổng thống Donald Trump, thì trong khi đó, cựu tổng thống Trump sẽ có một bài phát biểu vào thứ Ba tại hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 ngày của Viện Chính sách đầu tiên Hoa Kỳ. Đây sẽ là chuyến đi đầu tiên của cựu tổng thống Trump trở lại thủ đô kể từ khi ông rời nhiệm sở vào ngày 20 tháng 1 năm 2021. Vào thứ Tư, thì Cục Dự trữ Liên bang sẽ công bố một quyết định về lãi suất khi kết thúc cuộc họp kéo dài 2 ngày vào ngày thứ Tư. Thì các nhà kinh tế đang dự đoán một đợt tăng 0.75 điểm lãi suất nữa, mục đích để kiềm chế lạm phát. Nhưng mức tăng điểm phần trăm hoàn toàn không nằm ngoài cái bảng dựa trên dữ liệu lạm phát gần đây. Cho những số nào, thì đó là những gì mà sẽ xảy ra vào tuần tới. Yeah. Cảm ơn anh. Thưa quý vị, rồi anh bản tin kế tiếp mà anh Mùi đưa đến quý vị, bản tin gì thưa anh? Tuyên Nam thì trong tình hình kinh tế như thế này, tức là giá cả cao, lạm phát cao, vân vân, thì người ta lo sợ cái nào suy thoái có thể sắp xảy ra. Trong lúc đó, một số là bất chấp nỗi lo sợ đó, có nghĩa là họ coi thường, nghe là không có gì sẽ xảy ra, vấn đề suy thoái là nạn kinh tế là bị downturn hoặc là crack. Các nhà lãnh đạo các công ty cho biết rằng họ đang tìm cách xoay sở để vượt qua cái thời điểm khó khăn do áp bức lạm phát ở mức cao nhất trong hơn 40 năm qua. Theo Michael F. Lang, giám đốc điều hành của Traveler, cho biết rằng phản ứng chính của chúng tôi đối với thách thức môi trường lạm phát là chúng tôi định giá cả cao hơn một tí. Thì giá cả cao hơn chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến lợi nhuận của chúng tôi. Thì các nhà kinh tế lo ngại rằng một cuộc suy thoái kinh hoàng có thể làm giảm chi tiêu của người tiêu dùng vốn đã giá giảm, nhưng không bằng tốc độ của lạm phát. Còn giám đốc điều hành Citigroup Jane Fraser cho biết rằng công ty đã tập trung vào cái mà bà tôi gọi là ba chữ R, tức là Rush, Rate and Recession, tức có nghĩa là ngã tỷ lệ là tỷ giá đó vào suy thoái, ba cái điều đó. Thì cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine đã góp phần gây ra những cái khó khăn trong chuỗi cung ứng và làm trầm trọng thêm lạm phát mà Cục Dự trữ Liên bang đang tìm cách giảm bớt thông qua việc tăng lãi suất một cách mạnh mẽ. Việc tăng lãi suất nhằm mục đích làm trầm lại cái nền kinh tế đã giảm 1.6% trong quý đầu và đang trên đà thu hẹp lại mức tương tự trong quý 2 theo dự đoán của Fed tại Atlanta. Thì tuy nhiên, Fraser cho biết rằng bà ta nghĩ rằng Hoa Kỳ sẽ tránh được một cuộc suy thoái chính thức hoặc ít nhất là một cuộc suy thoái sâu. Thì mặc dù hai quý liên tiếp tăng trưởng âm phù hợp với cái định nghĩa là quy tắc là rule of thumb, là cục suy thoái kinh tế quốc gia, là trọng tài chính thức về suy thoái và mở rộng. Anh Nam học về kinh tế học, anh Nam học về kế toán, thì anh còn nhớ rằng là cái rule of thumb hả? Về cái nền kinh tế, tức là nếu như mà hai quý liên tiếp tăng trưởng âm thì theo định nghĩa của rule of thumb thì cái nền báo hiệu cho cái nền kinh tế suy thoái, đúng không? Yeah.
Nhưng mà Fraser mà cho biết rằng cái tình hình kinh tế hiện nay chỉ là một tình huống bất thường mà thôi. Khi chúng ta, thứ nhất là có một số người tiêu dùng có sức khỏe tốt và thị trường lao động thắt chặt như hiện nay, tức là thị trường lao động bây giờ đang thiếu mạnh người sang năm. Và theo Fraser cho biết rằng là rất nhiều người trong chúng ta không quá lo lắng cho một cuộc suy thoái sắp xảy ra ở Hoa Kỳ. Nhưng ngược lại, Solomon, tức là giám đốc điều hành Goldman, cho biết là công ty đang chơi an toàn mặc dù các nhà kinh tế của họ kỳ vọng lạm phát sẽ giảm và trở lại trong nửa năm cuối. Nhưng chúng tôi là vẫn lo lắng cho cái sự suy thoái có thể xảy ra. Tôi nghĩ rằng dòng điều của chúng tôi là thận trọng vì môi trường không chắc chắn cho lắm. Môi trường là gì? Môi trường không chắc chắn có nghĩa là bây giờ giá cả cao và các điều kiện kinh tế hiện nay, do đó chúng tôi đang nghi ngờ. Và cũng không nghi ngờ gì các điều kiện về kinh tế đang thắt chặt và cố gắng kiểm soát về lạm phát. Có nghĩa là Fed đang tăng lãi suất, thứ nhất. Và thứ hai, đang bán cống trái phiếu ra. Có nghĩa là Fed đang thu gom tiền trở lại. Mục đích làm gì? Để kiểm soát lạm phát. Và trong khi điều kiện kinh tế hiện nay đang thắt chặt, có nghĩa là thị trường lao động hiện nay kiếm người rất là khó khăn. Nó có tác động lớn hơn vào niềm tin của giới doanh nghiệp và các hoạt động của người tiêu dùng trong nền kinh tế. Thực điều này khó đánh giá một cách chính xác có thể xảy ra là suy thoái hay không, nhưng nhìn vào cách tiêu xài của người dân và nhìn vào cái thị trường lao động hiện nay và nhìn vào cái giá cả có thể là tăng lên, nhưng công ăn việc làm lại có, giá xăng có là cái khuynh hướng giảm dần, thì điều này có thể chúng ta tránh được cái nào suy thoái trong những tháng sắp tới. Như số nào? Dạ. Yeah. Cái chuyện mà cái định nghĩa về suy thoái đó, hai quý liên tiếp mà phát triển âm đó, là suy thoái, nhưng mà đó là một cái thước đo quan trọng nhất thôi, nhưng cũng chưa có nghĩa là 100% nằm ở tùy thuộc cái đó. Thì thưa quý vị, theo anh Mùi, cái câu quan tâm của nhiều người là kinh tế này đang bị suy thoái không anh? Dạ thưa anh Nguyễn Xuân Nam, theo thì một người dân thì họ giới tiêu thụ thì họ bây giờ họ vẫn sẵn sàng tiêu xài. Vì sao họ sẵn sàng tiêu xài? Tại vì hiện nay họ đang có công ăn việc làm. Và khi mà họ có công ăn việc làm, có thu nhập vào thì họ vẫn tiếp tục tiêu xài. Trừ phi là khi mà cái tỷ lệ thất nghiệp có thể lên cao, có thể là những người rơi vào cái nạn thất nghiệp thì họ sợ không biết nay mai như thế nào thì họ nghiệp, họ cũng giảm tiêu xài. Thì không giảm tiêu xài thì có thể là tiếp tay vào bởi nạn suy thoái. Yếu tố thứ hai, thị trường lao động hiện nay rất là thắt chặt, gọi là hiếm hoi, tức là có một số cơ sở thì họ đang xoay sở là tìm kiếm là nhân viên cho chính mình. Yếu tố thứ ba, bây giờ các công ty họ đã sẵn sàng đối phó những suy thoái và họ tin rằng họ chỉ cần nâng giá cá một tí, họ giữ cái thu nhập và cái lợi nhuận họ không thay đổi. Khi mà lợi nhuận họ không thay đổi, họ duy trì được sự hoạt động của họ. Và bên cạnh đó, giới kinh tế và giới đầu tư họ tin tưởng rằng khi mà Fed tăng lên lãi suất có nghĩa là làm chậm lại cái tăng lạm phát. Yếu tố thứ ba nữa, yếu tố thứ tư nữa, tức là những cái cống trái phiếu của Fed đưa ra nhằm thu tiền trở lại, thì những yếu tố đó là các nhà phân tích về kinh tế và các nhà các công ty lớn thì họ tin tưởng rằng nền kinh tế có thể là rơi vào là suy thoái, nhưng không thể là rơi vào cái nào suy thoái sâu. Anh hiểu sao nào? Dạ. Yeah. Thì thưa quý vị, cái tình trạng mà cái lạm phát hiện nay nó kinh khủng lắm. Lạm phát đó, hiện nay nhưng mà lãi suất nhà hiện nay tăng lên nữa thì cái chuyện mua bán nhà nó sẽ giảm xuống, rồi lãi suất là cao như vậy nữa khiến người ta ít tiêu xài nữa, và cái xã hội mà ít tiêu xài như vậy kinh tế bị đình trệ, và kinh tế bị đình trệ thì dễ dẫn đến lạm phát. Thưa quý vị, cho nên cái chuyện mà vấn đề mà giải quyết cái lãi suất cao này nó thì nó đang là con dao hai lưỡi. Con dao hai lưỡi nó rất là dễ nó rất là dễ rơi vào lạm phát. Yeah, nhưng may mắn hiện nay là cái thị trường lao động thì nó chưa vào trầm trọng cho lắm. Có nghĩa là người xin trợ cấp thất nghiệp hay là phúc lợi về thất nghiệp
thì con số vẫn chưa có đến với giai đoạn bạo động ở Ấn Độ số 5. Thì đó là cái chuyện mà chúng ta sẽ theo dõi tiếp. Bản tin kế tới của anh Mùi là về ông Tổng thống Donald Trump thân yêu chúng ta phải không? Đồng rồi thưa nào. Mời anh. Dạ, thưa thì hiện nay thưa quý vị thì những cuộc điều tra của tiểu bang Georgia rồi cuộc điều tra của ủy ban hạ viện ngày 6 tháng giêng rồi cuộc điều tra của bộ tư pháp vân vân thì trong những phiên điều trần một cách công khai như vậy thưa quý vị thấy rằng bày tỏ là đưa ra những chứng minh trong đó có cựu tổng thống Donald Trump là một trong những nhân vật chính là tạo ra một cuộc hỗn loạn như vậy nhằm là gì? Nhằm đảo ngược lại cái kết quả bầu cử của năm 2020. Nhưng kể từ ngày 20 tháng Giêng năm 2021 cho đến nay, khi mà cựu tổng thống rời tòa Bạch Ốc vẫn luôn luôn nói rằng cuộc bầu cử vẫn đánh cắp như thường, nhưng vừa mới đây thôi, chứ đừng nói đâu xa nữa. Ở tại Arizona, trong một cuộc tập họp, thì bây giờ cựu tổng thống Donald Trump hình như là thứ sáu thứ bảy nào cũng có những buổi rally là đi nói chuyện, mục đích là duy trì tiếng nói của mình với những cử tri của mình, thứ hai nữa là tìm cách ủng hộ, là kêu gọi những cử tri mình ủng hộ cho những ứng cử viên ở cả cấp từ tiểu bang đến liên bang mà các vị ứng cử đó được cựu tổng thống Donald Trump ủng hộ và kêu gọi cử tri của mình ủng hộ cho những ứng cử viên đó. Thì hôm thứ sáu vừa qua ở Arizona, thì cựu tổng thống Donald Trump cũng phát biểu những cái điều kiện mà chúng tôi vừa đưa ra đó. Thì theo một báo cáo từ Kat Buza của Rolling Stone, thì cựu tổng thống Donald Trump đã lên sân khấu là trễ 1 tiếng đồng hồ trong một cuộc mà rally tập hợp tại ở Arizona vào tối thứ sáu, và ông ta mở một màn trình diễn nói lang mang, tức là nói không đầu không đuôi, nói không mục đích. Và không mục đích có nghĩa là không ngoài mục đích phàn nàn cuộc điều tra, cuộc nổi dậy ngày 6 tháng Giêng của Ủy ban Hạ viện mà ông ta đóng một vai trò quan trọng trong cái cuộc nổi dậy đó. Thì cựu Tổng thống Donald Trump đến là Prescott ở Arizona và chủ tọa một cuộc rally tập hợp. Cuộc rally đó có tên là Cứu nước Mỹ, Save American vào tối thứ sáu, và kế hoạch tăng cường thêm là vầng mây cho các ứng cử viên của Đảng Cộng hòa, trong đó là có Carrie Lake và Blake Masters. Qua đó thì ông ta phàn nàn, ông ta bị ngược đãi là trong 4 năm tại vì trước khi ông bị lật đổ trong một cuộc bầu cử mà ông ta luôn luôn tuyên truyền đó là gian lận và đánh cắp. Theo báo cáo thì cựu tổng thống Trump nói về đám đông thế này: nếu như tôi tuyên bố rằng tôi sẽ không ra tranh cử một chức vị chính trị nào nữa, kể cả chức vị tổng thống, thì cuộc đàn áp Donald Trump sẽ ngay lập tức dừng lại và chấm dứt. Có nghĩa là cựu tổng thống nói với là cư dân ở đâu nào thế này: bây giờ tôi không tuyên bố tôi không ra tranh cử nữa, thì như vậy ủy ban ngày 6 tháng giêng hoặc là bộ tư pháp thì họ chấm dứt thôi, họ không điều tra điều trễ chứ đâu nữa, nói vậy. Và nếu như tôi tuyên bố thì họ vẫn tiếp tục, họ nói họ sẽ đeo đuổi tôi bởi vì tôi đứng lên bảo vệ cho quý vị. Ông nói ngon lành như xong nào, thì như vậy là nấu ăn thì sướng quá chứ đúng không? Họ tại sao họ săn đuổi tôi như vậy, họ tại sao họ đeo đuổi tôi, họ đi điều tra, họ tìm vật có như vật lạ xem sâu. Tại sao họ vạch lưng xem sẹo? Tại vì sao? Tại vì tôi là người luôn luôn đứng lên để bảo vệ cho quý vị. Ông nói quanh nói co không ngoài mục đích là tự đánh bóng khoe khoang về mình. Ông cho rằng ông ta là biểu tượng cho các đời tổng thống Mỹ, rồi quay sang chống lại ủy ban hạ viện điều tra ngày 6 tháng giêng, là ông hỏi trong đám đông và những người ủng hộ rằng đến khi nào chúng nó lại dừng và đến khi nào chúng nó lại kết thúc và kết thúc ở đâu, tức là kết thúc khoảng điều tra và khi nào dừng khoảng điều tra. Và ông ta nói thế, đừng bao giờ quên rằng mọi thứ mà cơ sở tham nhũng này, đó là ý nói là ủy ban hạ viện điều tra ngày 6 tháng giêng á, đang làm với tôi điều
mà họ muốn duy trì quyền lực và quyền kiểm soát của họ đối với người dân Mỹ. Và bất cứ lý do gì, họ muốn làm tổn hại cá nhân tôi dưới mọi hình thức để tôi không thể đại diện cho quý vị nữa. Ông là nói như vậy. Theo Buza cũng báo cáo rằng, cựu Tổng thống Donald Trump đã tức giận nhất không phải là bởi bản thân của cuộc điều tra, mà bởi những cái giai thoại không hay ho gì được chia sẻ trong các phiên điều trần, mà đặc biệt trong phiên điều trần của Hutchinson đó, thì khi mà Hutchinson cho biết rằng là khi mà ông ta tức giận trong cái buổi hôm đó, ông ta tức giận và ông ném thức ăn vào trên tường và ông ném thức ăn ở suối dưới sàn đất, thì ông ta nói rằng họ nói tôi ném thức ăn mà tôi không ném thức ăn ở trong tòa bạch ốc đâu. Ông nói như vậy. Đó là một đoạn và lời khai của Hutchinson. Ông ta nói thế này: tôi dùng thức ăn và tôi không có ném thức ăn vào chỗ nào hết. Đó là họ bịa đặt nói cho tôi mà thôi. Thì Buza nói thế này: thì tại sao ông Trump giống như trẻ con vậy? Thưa anh Nguyễn Xuân Nam. Cảm ơn Mùi. Cái bản tin mà tôi chờ đợi và tôi rất là được mong được nghe từ anh Mùi là cái nhận xét của ông Trump và phe nhóm của ông ta về phiên tòa tại Georgia. Một phiên tòa mà bây giờ bắt đầu xử cái tội hình sự về chuyện dân và bầu cử. Thì bản tin nó đến nay cuộc xử như thế nào và chuyện ông Trump như thế nào trong cái cuộc xử này? Mời anh. Dạ, cuộc này thì từ trước đến nay thì ông Trump và nhóm đồng minh của ông ta, tức là nhóm phân cần của ông ta, thì cho rằng là các cuộc điều tra giống như là sáng phù thủy vậy. Ngay cả cuộc điều tra của Georgia mà có bằng chứng, có chứng cứ, rồi có thép gọi điện thoại cho ông Jeff Hamburger, rồi những cuộc trao đổi như thế nào, rồi ông đòi hỏi là người đứng đầu tổ chức bầu phiếu hãy kiếm cho tôi khoảng là 11.780 phiếu để tôi lật ngược lại cuộc bầu cử. Có bằng chứng một cái video tape audio kéo dài khoảng hơn một tiếng đồng hồ, có bằng chứng đó. Nhưng ông Trump và nhóm đồng minh của ông ta họ không sợ hãi trong chuyện đó. Nhưng cuộc điều tra mới mở rộng ở Georgia, theo một nhà phân tích pháp lý cho biết rằng đây là một cuộc điều tra là mối nguy hiểm pháp lý lớn nhất cho ông Trump. Phản ứng với một cuộc báo cáo tối hôm thứ Bảy, tức là thứ Bảy vừa qua, tức là ngày hôm qua, là từ tờ New York Times cho rằng cuộc điều tra của đài bồi thẩm đoàn đặc biệt ở Georgia về nỗ lực của cựu Tổng thống Donald Trump nhằm xáo trộn kết quả bầu cử Tổng thống vào năm 2020 đã trải qua một sự mở rộng lớn. Đó có thể là một mối nguy hiểm pháp lý lớn nhất cho ông ta. Nói chuyện với người dẫn chương trình, anh Nam biết là Katie Fang. Katie Fang này là một người là giống như là không biết là Katie Fang là người quốc tịch nào mà cũng giống như là Á Đông anh Nguyễn Xuân Nam. Thì vào sáng hôm nay với của luật sư biện hộ là hình sự đó là Danny Sevalos là tuyên bố rằng cựu Tổng thống Trump đối mặt với sự lo sợ những gì sắp xảy ra ở Fulton County, tức là ở Georgia đó, so với các hồ sơ pháp lý khác gồm có các giấy giới thiệu tội phạm có thể có của Ủy ban ngày 6 tháng Giêng gửi cho Bộ Tư pháp. Tiếp theo là Danny Sevalos nói rằng cái cuộc điều tra của Georgia đang mở rộng như hiện nay thì đây là nỗi lo sợ pháp lý mà cao nhất cho cựu Tổng thống Trump. Ngoài các hồ sơ pháp lý khác bao gồm cả những cái giấy giới thiệu tội phạm có thể có của Ủy ban ngày 6 tháng Giêng gửi đến cho Bộ Tư pháp, Daniel Sevalos nói lên là sự liên quan cái tội ác tiềm ẩn mà nó liên quan đến nguyên tắc của chủ nghĩa liên bang gọi là Prince of Federalism, chủ nghĩa liên bang như thế nào, thì cái này là để làm cho ông Trump và các đồng sự của ông ta lo sợ này. Chủ nghĩa liên bang có nghĩa là gì? Thì các tiểu bang họ áp dụng gọi là Principle of Federalism. Chủ nghĩa liên bang có nghĩa là một hệ thống chính quyền trong đó cùng một lãnh thổ mà được kiểm soát bởi hai cấp chính quyền, đó là cấp chính quyền tiểu bang và cấp
chính quyền liên bang. Thì nói chung một chính phủ là liên bang bao trùm là các tiểu bang, và các chính phủ liên bang là chịu trách nhiệm quản lý một cách rộng lớn hơn ở các lãnh thổ. Trong khi đó thì các tiểu bang và các thành phố nhỏ hơn thì quản lý các vấn đề mà họ quan tâm nhiều hơn, do đó họ có luật lệ riêng của họ. Ngoài chủ nghĩa liên bang ra, tức là principle of federalism, thì có ba nguyên tắc chính máu chốt của hiến pháp, đó là phân quyền, hoặc là phân tách quyền lực. Thứ hai là kiểm tra và cân bằng, và trong đó có lượng quyền, hay là hành pháp, tư pháp và lập pháp. Thì nói một cách khác, tiểu bang Georgia không quan tâm như mà bộ tư pháp về những vấn đề nhỏ khó khăn như cơ quan hành pháp có thể thực sự truy tố một cựu tổng thống là người đứng đầu cơ quan hành pháp hay không. Theo Fulton County, tức là quận hạt của Georgia, tiến hành cuộc điều tra và buộc tội mà không hề lo lắng về việc liệu nó có ảnh hưởng đến cơ quan hành pháp hay là sự phân chia quyền lực hay là bất cứ điều gì tương tự. Do đó, thực sự mà nói rằng lý do tại sao Trump và nhóm của ông ta ấy hiện nay đang sợ cuộc điều tra của quận hạt là Fulton nhiều hơn bất cứ điều gì khác ở ủy ban Hạ viện ngày 6 tháng Giêng hoặc là ở Bộ Tư pháp. Thì quý vị đã biết rằng tiểu bang Georgia, họ nói thế nào, họ không quan tâm như giống như Bộ Tư pháp đâu. Họ có cái vấn đề riêng của họ, chứ là họ truy tố ông Trump theo cái điều luật của tiểu bang. Thì theo luật sư mà biện hộ hình sự Dennis Sevalot là nói rằng cựu tổng thống Trump đang đối diện với một cuộc pháp lý, mà cuộc pháp lý này ông Trump lo sợ nhất so với các so với cái các cuộc mà điều tra và truy tố của các cơ quan khác giống như ủy ban hoặc là Bộ Tư pháp. Sau khi mà anh Mùi đã nói chút xíu về cái chuyện mà ông Trump tại tiểu bang Georgia, thì có một cái nhiều tin tức về ông Trump có thể ra tái tranh cử năm 2024. Về vấn đề này, anh Mùi có tin tức gì thêm không? Vấn đề cựu tổng thống tuyên bố có thể ra tranh cử vào năm 2024, thì vấn đề tuyên bố này cựu tổng thống Donald Trump được tuyên bố từ lâu rồi, chứ không phải là mới đây đâu. Được cựu tổng thống Donald Trump cử luôn như là cử nhã hòa như vậy, không có biết là ý đồ của cựu tổng thống Donald Trump như thế nào. Thì vừa mới đây á, thưa quý vị, nghe rằng là cái bản ghi nhớ năm bầu cử của Bộ trưởng Bộ Tư pháp là Merrick Garland, thì khi mà Bộ trưởng Bộ Tư pháp Merrick Garland đưa ra cái bản memo của mình, thì cựu tổng thống Trump và những người mà bảo vệ cựu tổng thống Trump thì có thể đề nghị cựu tổng thống tuyên bố ra tranh cử tổng thống năm 2024 đi. Đó. Thì cái bản memo là của ông Merrick Garland thực sự có ý nghĩa gì đối với việc điều tra của tổng thống Donald Trump hay không? Thì quý vị biết là MSNBC, tức là người dẫn chương trình đó là Rachel Maddow, thì quý vị thấy rằng là bà này bà luôn luôn có những cái nhận xét rất là tinh vi, và đồng thời bà diễn đạt cái tình từ của các phiên điều trần rất là tuyệt vời. Bà nói những gì, bà thấy những gì, bà trình bày với thính giả ở trên truyền hình, và đặc biệt là trên cái chương trình truyền hình riêng của bà có tên là Rachel Maddow. Thì Rachel Maddow của MSNBC đã gây ra một sự náo động trực tuyến với báo cáo về một bản ghi nhớ của Bộ Tư pháp cho các câu hỏi về năm bầu cử. Thì bản ghi nhớ của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Merrick Garland có nghĩa gì? Thì điều này sẽ điều tra hoặc là thậm chí buộc tội ông Donald Trump hay không? Dù có hay không có bản ghi nhớ đó, thì ông Garland cũng muốn xem xét lại bất kỳ hành động nào
mà truy tố hoặc là cáo buộc cựu tổng thống Donald Trump. Thì vào hôm thứ hai tuần vừa rồi, người dẫn chương trình MSNBC, tức là bà Rachel Maddow, đã trình bày một cái báo cáo độc quyền là Bộ trưởng Bộ Tư pháp là ông Merrick Garland đã ký một bản ghi nhớ vào tháng 5, thì nhắc lại chính sách của Bộ Tư pháp cũ là yêu cầu sự chấp thuận của Bộ Tư pháp đối với cuộc điều tra nhạy cảm về mặt chính trị. Thì có nghĩa là tất cả cơ quan cấp dưới nếu muốn điều tra một ứng cử viên nào thì phải xin phép Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Khi Bộ trưởng Bộ Tư pháp chấp thuận thì cái đó mới điều tra. Thì ngay lập tức gây ra một cơn bão trên phương tiện truyền thông xã hội khi mà cựu Tổng thống Trump cân nhắc thông báo sớm về một cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc lần thứ ba. Đối với nhiều người thì báo cáo của bà Meadow thì xác thực một mối lo ngại của Bộ Tư pháp, tức là ông Garland đang đình trệ điều tra về vụ là ngày 6 tháng Giêng của Tổng thống Donald Trump. Và ông Trump và các đồng minh của ông ta có thể tránh được cái nhiệm vụ hành sự của mình vì những nỗ lực của họ nhằm lật ngược bầu cử năm 2020. Thì tuy nhiên, đối với các chuyên gia về pháp lý, họ nói rằng chỉ có một vấn đề, gọi là bản ghi nhớ của ông Garland chẳng có nghĩa lý gì cả. Theo Bradley Moss, một luật sư an ninh quốc gia ở Washington DC, viết rằng: "Tôi biết mọi người đang ủng hộ là thông tin số kẹo đó. Tôi, chính tôi vẫn là xương sống như vậy." Như ông và các chuyên gia pháp lý khác đã chỉ ra rằng bản ghi nhớ của Merrick Garland tương tự như hướng dẫn là bản tương tự của cựu tổng trưởng lý trước đây, tức là ông Will Barr, tức là về sự nhạy cảm trong cuộc bầu cử. Có nghĩa là Bộ Tư pháp có quyền quyết định cho cả cấp dưới điều tra những ứng cử viên. Khi được chấp thuận thì cả cấp dưới có quyền điều tra. Ông Garland viết rằng điều này đặc biệt quan trọng là trong năm bầu cử. Giờ đây, mùa bầu cử của năm 2022 đang đến với chúng ta, và cũng như các chu kỳ bầu cử trước, tôi phải phát hành bản ghi nhớ này để nhắc nhở quý vị và các chính sách hiện có của bộ liên quan đến các hoạt động về chính trị. Bản ghi nhớ của ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp là Merrick Garland cũng chỉ ra là một số bộ sống mới cho chính sách đó do Bộ trưởng Bộ Tư pháp khi đó là ông William Barr ra lệnh vào tháng 2 của năm 2020 yêu cầu là đạo Bộ Tư pháp phê duyệt bất kỳ cuộc điều tra nào đối với các ứng cử viên tổng thống. Ông Barr đã ban hành bản ghi nhớ trong một nỗ lực để tránh tái diễn việc mà FBI đã bỏ qua những cuộc điều tra những ứng cử viên trong một cuộc bầu cử như đã từng xảy ra vào năm 2016. Thì quý vị còn nhớ, vẫn đang còn nhớ là cuộc xảy ra năm 2016 là khi một cuộc điều tra bà Hillary là có những email của bà anh của Sona. Với các cái yêu cầu về các chiến dịch khác nữa, bản ghi nhớ của ông ta được đưa ra sau khi cơ quan giám sát nội bộ của Bộ Tư pháp phát hiện ra rằng FBI đã không tuân theo các cái giao thức trong nỗ lực điều tra cựu cố vấn chiến dịch của trong đó là Carter Page. Trong những chương trình của Meadow hôm thứ hai, thì Meadow nói rằng quy tắc mới đó được thiết lập bởi là Bill Barr khi ông ấy còn làm việc cho ông Trump. Và khi mà làm việc cho ông Trump thời kỳ đó đã là bỏ qua là cả cấp dưới đi điều tra những lý lịch cá nhân và những vi phạm của cựu tổng thống Donald Trump trong thời gian đó. Những các nhà chuyên gia và pháp lý cho biết rằng bản ghi nhớ của ông Barr không tạo ra sự khác biệt nào đối với bất kỳ cuộc điều tra nào liên quan đến ông Trump. Và cả bản ghi nhớ của ông Barr cũng giống như của ông Merrick Garland vừa rồi đều không làm bất cứ điều gì để ngăn chặn một bản cáo trạng của ông Trump. Thì có nghĩa là cái việc mà cựu tổng thống Donald Trump tham gia hoặc là chủ mưu trong cuộc mà tấn công vào Capitol Hill vào ngày 6 tháng Giêng, cuộc điều tra đó đang mở ra và đang tiến hành. Còn những cuộc điều tra sắp tới đây, nếu như cựu tổng thống Donald Trump ra tranh cử thêm một lần nữa, thì được mở ra với điều kiện là chấp thuận của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Thì hai cái điều đó khác nhau rất rõ ràng. Thì cho rằng cựu tổng thống Trump là một cựu tổng thống và thực tế là phần lớn các hành động
là đang đề cập diễn ra khi ông ta còn đương nhiệm, chứ không phải là trong 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 lúc ông tranh cử sắp tới đây. Có nghĩa là ông Merrick Garland không miễn trừ là trực tiếp và tiếp tục điều tra đi đến cáo buộc và truy tố cựu tổng thống Donald Trump. Ông Trump đã cân nhắc việc tuyên bố ra tranh cử của mình sớm nhất vào tháng này, nhưng hiện ông được cho là đang để mắc đến có thể là vào tháng 9. Bất chấp điều đó, tên của ông ta sẽ không xuất hiện trong lá phiếu cho đến năm 2024, và các chuyên gia pháp lý nói với Inside rằng một ứng cử viên tích cực có khả năng sẽ không ngăn cản được các nghi vấn hình sự và các cáo buộc tiềm ẩn. Chỉ có nghĩa là cựu tổng thống Donald Trump là không thể rằng lấy cái tư cách của mình ứng cử viên tổng thống mà đem cái khả năng đó để ngăn chặn các nghi vấn hình sự và những cáo buộc tiềm ẩn của ông ta. Điều này nó hoàn toàn khác với chuyện trước và chuyện sau. Cái chuyện đang tranh cử là chưa mở hồ sơ về điều tra là chuyện khác, mà cái chuyện hồ sơ đang mở ra đó là một chuyện khác. Thì theo Insider thì nói rằng cái vấn đề dù cho cựu tổng thống Trump tuyên bố ra tranh cử năm 2024 đi nữa, thì cái chuyện này dù không được phép của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho phép điều tra là cá nhân của ứng cử viên Donald Trump vào năm 2024, nhưng cuộc điều tra trước đó vẫn tiếp tục. Bên cạnh đó, các tổng trưởng lý của tiểu bang họ vẫn tiếp tục điều tra lý lịch cá nhân bất cứ ai ra tranh cử mọi vị trí theo nhiều sau này. Thì tuy nhiên trong loạt điều trần một cách công khai đó, thì Ủy ban điều tra Hạ viện ngày 6 tháng Giêng đã công bố bằng chứng những người thân cận cấu kết với cựu tổng thống Trump trong cuộc bạo lực tấn công vào điện Capitol ngày 6 tháng Giêng, và xác nhận rằng cựu tổng thống đã tiến lên với nỗ lực là muốn lật ngược cuộc bầu cử năm 2020 để nắm giữ quyền hành tiếp tục. Ngay cả sau khi cố vấn thân cận nói với ông ta rằng ông ta tuyên bố gian lận bầu cử một cách rộng rãi là vô căn cứ dựa những phiếu đơn cử vừa qua, thì áp lực đối với ông Merrick Garland, tức là Bộ trưởng Bộ Tư pháp hiện nay, tăng lên, với một số người kêu gọi Bộ Tư pháp là chuyển cách tiếp cận, là nghĩa là từ dưới sang là cách tiếp cận, tức là điều tra là bắt đầu với ông Trump và hướng ra bên ngoài, tức là bắt điều tra thẳng vào ông Trump và sau đó là điều tra những người thân cận với ông Trump. Hiện nay thì người ta cho rằng ông Merrick Garland, tức là Bộ trưởng Bộ Tư pháp, đang điều tra từ dưới đi lên. Mà từ dưới đi lên, quý vị thấy hiện nay FBI và một số là tòa án đã truy tố và phỏng vấn và đồng thời đưa ra tòa ít nhất là 850 người có liên quan đến vụ là 6 tháng Giêng. Là khách mời của New York Times đó là Andrew Westman, là một công tố viên cao cấp trong cuộc điều tra đặc biệt về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử năm 2016, đã nói đó thực sự là cách là cái tiếp cận sai lầm đối với cuộc điều tra của Bộ Tư pháp. Là ông đã là cách tiếp cận sai lầm như thế nào? Tức là Merrick Garland hiện nay người ta cho rằng ông đang điều tra từ dưới đi lên. À, thì người ta muốn đổi cách tiếp cận của ông Merrick khác, nghĩa là điều tra trực tiếp vào ông Trump và các nhân vật thân cận của ông Trump, và sau đó đi điều tra đến các những cộng tác viên và những người gọi là mót, đó là họ đã tham dự vào cuộc tấn công ở Capitol Hill. Anh hiểu xong nào? Yeah. Thì thấy đó, cái chuyện nó còn rắc rối quá. Thì chúng ta có lẽ không lâu đâu, chúng ta sẽ biết được nhiều chuyện hơn. Chúng ta chờ đợi thêm một thời gian ngắn nữa thưa quý vị. Anh Bùi cũng muốn đề cập vấn đề gì nữa. Bên cạnh đó, anh Nguyễn Xuân Nam, thì theo cử một luật sư Hoa Kỳ đó là bác Mark Quader, thì cử luật sư này thì chúng tôi đã đề cập trong những bài bình luận và tin tức trước đây. Thì bà ta nói thế này, thì hiện tại là có rất là nhiều bằng chứng, là có đủ bằng chứng hay là thừa bằng chứng để buộc tội là cựu tổng thống Trump về trọng tội 20 năm. Chứ không phải là, do đó quý vị thấy là càng ngày là càng phơi bày ra.
Trong một lần xuất hiện trên MSNBC vào sáng hôm qua, tức là cựu luật sư Hoa Kỳ là Barbara McQuaid tuyên bố là bà ta đã nhìn thấy đủ bằng chứng là do Ủy ban điều tra Hạ viện ngày 6 tháng Giêng về cuộc nổi dậy là cũng là ngày 6 Giêng để truy tố cựu Tổng thống Trump với tội danh và kèm theo 20 năm tù. Nói chuyện với người dẫn chương trình của MSNBC đó là Sam Stan, là nhà phân tích pháp lý, cho biết là không có thế lực nào có thể hạ gục cựu Tổng thống Donald Trump. Nhưng điều đó sẽ không ngăn cản bà nộp các cái cáo buộc trong tội chống lại cựu Tổng thống Donald Trump nếu bà có cơ hội. Bà nói một cách rất là vững chắc, anh Nguyễn Xuân Nam. Có một văn bản hoặc là email thực sự nào từ ông Trump ra lệnh cho bất kỳ ai, đại loại như là thủ phạm, có nghĩa là xúi người ta tấn công vào tòa Capitol Hill, mặc dù cựu Tổng thống Donald Trump biết họ có mang vũ khí, mặc dù biết là họ bạo động, nhưng 187 phút trong tòa Bạch Ốc, cựu Tổng thống Trump đã không làm gì. Với một tất cách là một người đứng đầu là quân đội, nhưng trong một thời gian mà những người bạo loạn ở Capitol là vì tổng tư lệnh tối cao của quân đội đã im lặng và không làm gì. Đây là vấn đề, một câu hỏi mà Stan đặt câu hỏi như vậy. Điều quan trọng là chúng ta phải tách biệt ra hai nhiệm vụ. Mark Khaida nói rằng một trong những cái nhiệm vụ đó là nhiệm vụ của một vị tổng thống. Nhiệm vụ thứ hai là một cái nhiệm vụ là người đứng đầu trong quân đội. Mà trong khi đó, trong hơn 3 tiếng đồng hồ, tổng tư lệnh quân đội không làm một việc gì. Ngay cả là kêu gọi quân đội, kêu gọi những người bảo vệ an ninh để giữ an ninh trong lúc mà xảy ra bạo loạn đó, vẫn không làm được. Thì một âm mưu, một thủ tục có thể xảy ra, nhưng theo tôi, đó là bà McQuaid, bà nói rằng bằng chứng có đủ để kết tội cựu Tổng thống Donald Trump phạm một trọng tội và kèm theo đó là 20 năm tù. Bà nói rằng Bộ Tư pháp phải nhảy vào cuộc và điều tra tất cả sự thật. Họ phải nhìn từ các khía cạnh và họ phải thấy được những gì mà Ủy ban Hạ viện điều tra ngày 6 tháng Giêng đã trình bày và các nhân chứng đã ra điều trần trong những thời gian vừa qua. Ít nhất là 7 phiên điều trần công khai cho tất cả mọi người dân đều nhìn thấy, theo những số năm. Cảm ơn anh Bùi với những bản tin rất là xuất sắc hôm nay. Không biết anh còn có đề cập tin tức gì nữa không trước khi chúng ta chia tay, thưa anh? Dạ, thưa anh Nguyễn Xuân Nam, thì những bản tin như vậy cũng đã dài thôi. Nó cũng tương đối dài, thưa quý vị. Cảm ơn sự theo dõi tất cả quý vị. Và mời quý vị trở lại trong chương trình kế tới. Xin trân trọng kính chào quý vị và cảm ơn Bùi, thưa anh. Dạ, xin chào anh Nguyễn Xuân Nam và xin chào quý vị và hẹn quý vị vào lần tới. Xin chào anh.